Hey, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Kim Minh ngày hôm nay nha. Các bạn ơi, nhìn mấy cái cây nó đổi màu đẹp quá các bạn ơi. Coi nào, bên đây ha, màu xanh đó nè. Để mình quay một vòng cho các bạn xem cái bây giờ cái mùa thu á, nó đổi màu như thế nào mà các bạn. Nhìn rất là đẹp luôn, thơ mộng lãng mạn dễ sợ luôn á. Thấy không, đó, màu xanh nó màu đỏ, các bạn thấy không? Đó, nó đổi ra cái màu á khi mình đi nhìn như tranh vẽ vậy các bạn. Ôi đẹp dễ sợ luôn các bạn, coi cái cây nào bắt đầu nó chuyển màu nữa các bạn. Nó đổi qua màu xanh xong rồi màu đỏ, chừng nữa là cái cây đó sẽ đỏ hết cái cây đó luôn các bạn. Nhưng mà đỏ nó đậm các bạn. Còn cái cây này mình sẽ đi lại gần cho các bạn xem, nó có mấy cái hộp á. Nó đỏ 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 đỏ, nhìn rất là đẹp các bạn. Nhìn nè. Đó, các bạn thấy không? Đẹp ha. Nó đẹp dễ sợ luôn á. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào nhà mình quay cho các bạn xem. Ai quay nhà người ta đâu. Bây giờ mình sẽ đi vô mình quay cái hồ cá cho các bạn xem nha. Đây. Trời ơi, ảnh xin ăn kìa mọi người, ảnh xin ăn kìa. Kìa, ảnh xin ăn kìa. Ồ, nó dạng quá à. Dễ thương quá à. Trời ơi, anh xin ăn á các bạn. Mình vừa mới đứng lại đây cái anh xin ăn nè. Ghét ghê không à. Mà hồ này chắc có mấy con mới nè. Mấy con này nhỏ nhỏ mới nè. Mấy anh này là già nè các bạn. Để mình zoom sát lại cho các bạn xem nha. Ồ, có con này đẹp quá à. Con này bự nè. Đó đó, con nó bự các bạn. Bự nhất luôn á. À. Gì anh? À, cái tàu ở sau nhà mình nè các bạn. Rồi bây giờ mình cho cái anh này, cái anh sửa sang là nhìn đẹp không? Anh chà ra xong rồi bắt đầu cái anh làm lại cái sạch sẽ. Nhìn đẹp dễ sợ không? Bữa trước mình quay cho các bạn xem á. Trời, nhìn nó đóng rong, đóng rêu. Mà ý là đem cho đó mà người ta còn chê khen không ai lấy nữa. Giờ anh này anh lấy về anh làm lại nhìn đẹp không? Thật sự ra là máy nó hư vậy chứ các bạn. Tại để lâu quá cái nó bị rong rêu thôi. Và nó hư mấy cái ghế ngồi thôi. Chứ thực chất ra là xài êm lắm. Cái máy chạy vẫn còn rất là ngon. Và tại mình để lâu quá mình làm mất chìa khóa. Mình không có biết cái chìa khóa để đâu. Đó. Các bạn thấy à? Nè. Henry mê cá. Cá kìa con. Cá kìa. Có cá đi. Đó. Cá khôi đẹp quá các bạn ơi. Mà mấy cái con cá kia nó đẹp thiệt, nhưng mà phải có những cái con màu đỏ đỏ này nè. Nó tô điểm cho con cá nhìn nó đẹp hơn mọi người ha. Đây mà các bạn xem. Để mình kéo dài. À. Anh xin ăn á các bạn. Kiểu này em nghi quá à. Chắc lên chút hồi lên tới cái chỗ đám tiệc chắc không có pin để mà tắt nghiệp quá à. Thôi kìa, đó, đổi tay rồi nữa chứ. Tay trái rồi đổi tay phải rồi nữa chứ. Ghê thật. Dữ dằn à. Mọi người thấy chuyên nghiệp không mọi người? Giống mẹ Henry lúc mẹ Henry tắt nghiệp kìa mọi người. Đó, đổi hướng, đó, ghê chưa. Dữ dằn quá trời luôn à. Mọi người bây giờ hai vợ chồng mình đã tới nơi rồi các bạn. Giờ hả? Đây các bạn, nhân vật chính nè đã mời mình đến tham dự buổi tiệc nè. Đi bay nhẹ son hết trơn. Không sao. Mai vũ cuộc số 7 nha. Ôi nó đuổi nha. Đuổi hả? Nè có Henry nữa nè mọi người. Bữa nay Henry lên đồ đẹp trai nha mọi người. Đây bây giờ mình sẽ dẫn mọi người xem nè buổi tiệc nha. Bây giờ là đó, bây giờ mình sẽ quay camera lại cho các bạn xem nha. À, giới thiệu món ăn coi. Thì ở đây có quá trời món bên này à, bò kho nè.
Em chỉ cho đi. Đây. Heo quay bánh hỏi rồi kia salad. Xôi. Chả giò. Em nói cánh gà. Gà hả? Bánh hỏi giò. Ê vậy con, ờ con đi hả? Ok đi. Con muốn ăn hả? Trời ơi sao con muốn ăn sao? Đi 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 ra kêu bà cho ăn. Đi đi ra kêu bà. Xin thi hả? Ăn hết rồi, bây giờ nó ngồi nó muốn ăn nào nó ăn đi. À ngồi trên đây ăn hả? Ừ, ngồi đây cho nó ăn đi rồi đi nè, đi nhà thờ nè. Ủa, chứ không phải đồ này trưng ra để ăn đó. Ồ. Cái khung bếp đây mọi người, đây đang tất bật chuẩn bị cái buổi buổi tiệc bánh bò. Bánh bò này bác làm hả bác? Bánh bò bác mua về hấp lại hả cưng? Ồ. Cái này là chè Thái. Đây chè con, đây đây đang làm chè Thái các bạn. Đây này bằng nước dừa, là xương sáo nè, mình đổ ra xương sáo. Rồi gì nữa? Mít, mít, mít. Mít gồm, gồm có gì? Mít, xương sáo. Mít, xương sáo rồi có chè ba màu nè, rồi thạch dừa nè. À xương sâm nữa hả? Ừ, sâm nó cái này nó kêu là xương sáo đó. Này xương sáo. Ờ xương sáo thôi phải không? Em tưởng xương sâm. Đây, đây nè. Bánh mì nè các bạn. Bánh mì nữa nè mọi người. Nha các bạn. Rồi đi được lễ rồi, tụi con đi đi. Bánh bò mua về nhà mới xếp máy hấp lại các bạn. Nó thấy ở nhà nó rồi, còn cái này nè. Cái này là cánh gà. Cái này mình đậy lại để mình giữ cho nó nóng các bạn. Rồi, còn cái món này. Ồ, chả giò. Chả giò nha. Còn đây là một củ keo nước mắm luôn các bạn. Đó. Bên đây xôi. Đó. Ồ, bánh hỏi. Có mâm, cái mâm thật là to này. Để coi cái mâm này mâm gì nha mọi người. Đây, mâm salad. Và hai đồ tráng miệng. Ai muốn ăn thì lại lấy muỗng, lấy đũa, lấy dĩa. Đó. Đây còn em bé nè các bạn. Ngày hôm nay nhân vật chính nè mọi người. Nhân vật chính nè. Hai con. Hai cục cưng ơi. Bánh ít trần các bạn. Bánh ít trần. Đây là bánh cam. Đó, bánh cam. Cái này mua không mà mọi người. Đây dễ lắm. Không cần phải làm gì hết á. Có heo luôn các bạn. Ôi, mày bắt tóc luôn. Đây các bạn ơi. Đó. Đang bỏ vô đây cho nó nằm. Đang hâm, hâm lại. Hai vị khách quý. Hai vị khách quý đi từ xa tới rồi. Bây giờ mình sẽ nặng năng lượng một miếng để mình đi. Đó. Nó chưa chị nói em phải chiếu ánh sáng mặt trời rồi em. Anh mẹ mình đi. Chiếu lại nó kéo lại đó. Đó được đó. Đó được hả? Yeah, mọi người thấy không? Kim Minh với lại anh Xuân xuống là tại nguyên một bàn như vậy nè. Kim Minh với lại anh Xuân là tại nguyên một bàn như vậy nè. Gớt rồi cô Mai ơi. Cô lấy cái gì? Cho mượn cái kéo coi. Đây phải không? Đây phải không? Nè nè nè. Đó. Anh Chí anh quay từ món ăn cái xong quay lên đưa lên hai cái mặt. Ồ, nguyên một cái mâm này chỉ có hai người ăn thôi. Đó. Ôi giỏi quá kìa, giỏi quá kìa. Cắt ra, cắt ra. Anh Xuân ăn đi, ngồi xuống ăn. Anh ngồi góc bên đó đi. Nguyên bàn này đãi hai người á. Để đây sẵn á. Ăn sao. Đấy, bây giờ ông nó hết kêu hết hát bò tỏ chưa? Hả? À, không bò tỏ thầy hết bổ. Kiếm hoài không ra. Không nè. Nó đi tới nhà mình đó, nó thăm nhà mà nó kêu siêu sao mà hát bò tỏ quá vậy? Từ chỗ bà đó đi, từ chỗ của hai người này đi tới đi ra Eden đó có mấy phút anh? À, 10 phút, 12 phút. Có 12 phút là đi ra chợ Việt Nam nên nó đi tới đây nó thấy còn là gì? Bò hả? Bò với ngựa. Nó thấy nữa hả? À. Nó đi qua cái cánh đồng á, thấy bò với ngựa với lại cánh đồng quen, nó kêu sao nhà nào ở chỗ hát bò tỏ quá vậy? Tôi không cảm thấy xa chợ quá. Không bò tỏ mà thấy không? Đãi quá trời quanh, món ăn ngon vậy là ok rồi đúng không? Ừ, ok. Không bò tỏ mà có heo quay là quá dữ luôn á. Nhớ ăn cho hết chưa? Ăn phần còn chị thêm mì nữa ok? Thêm mì nhớ đây ok? Ok, ăn giùm luôn, ăn giùm luôn. Bye mọi người nha, chúc gặp lại ở cái gì? Ở cái gì quên rồi. À, nhà thờ đúng không? Chúc gặp lại mọi người ở nhà thờ nha, bye. Sợ thằng này lắm. Nó thấy tôi là nó chạy.
có mấy cái phim đó là gì? Rồi anh ngồi anh ăn nè. Nè, anh ăn cái chén đi. Chén cho đang biến thì cho nó chín. Chờ trống mà. Chờ mấy. Của mẹ, của mẹ. Rồi. Này hình như ăn bánh hỏi với thịt heo quay phải không anh? Ừ. Mọi người ơi, quá trời đồ ăn luôn nè các bạn ơi. Nãy mình quay rồi đó các bạn thấy. Ăn lấy năng lượng. Để chút vô nhà thờ. Nhà thờ làm lễ chắc cũng có 2 tiếng. Thường là một buổi lễ sẽ 2 tiếng. Ăn thêm cái gì mai? Trời ơi chị no lắm mà cực. Ăn chút chỗ chiều về ăn thịt hai này ạ. Nãy Giang gọi hả? Hả? Nãy em gọi hả? Cứ sáng giờ đi ra đi vô bóc ra vô bóc. Đi vô. Chờ chút xíu rồi. Chờ chờ. Dạ. Anh đi trước đi. Anh chờ ở rồi bốn gì ra nữa. Thứ ba. Bốn gì với ba là bao nhiêu người trong xe đó nè? Bốn người. Đâu, anh với em đi với ba là 4, 5, 6 người không? 6, 2, 3, 4, 5, 6 người. Bây giờ chị làm lễ đúng không? Lễ rồi tổ chức. Nó có ngồi ngoài con ở bên. Không có ai con nữa. Thôi, hai con bỏ nhà. Hai con bỏ nhà hả? Em nói gì? Em nói nếu như chị đó chị làm lễ mẹ đỡ đầu gì cho con bé thì chị đi đi rồi ông chỉ ông chúc ông chỉ đường nha em con bển. Không đâu. Ông chợ mình mấy người lớn đi chứ á. Tại vì chị đi chợ cũng được. Thôi dọn cho chị dọn đi. Dọn cho chị. Ừ, đó, mọi người thấy giỏi mọi người. Hai tay hai cái nĩa. Để mà cắt con nha. Không biết hồi nãy ông quay cái chặt. Quay cảnh hành vị ăn á. Nè, quá trời bộ đồ ăn ngon. Cái này là chị có mới có snack thêm là giống như là ăn trước khi nhập tiệc chính thôi nha mọi người. Chút nữa mới có nhiều người. Cái món này là giống như là cho khách mà tới sớm đó. Đó cho khách mà tới sớm thôi. Chút nữa mới có nhiều thôi bước tay á. Nè đây nè mọi người biết đây không? Hello em bên hello. Hai mọi người nha. Bây giờ bỏ mặt mọi người. Hả con lấy gì? À lấy thêm hả? Cái này okay, là lấy thêm. Bò kho ăn với bánh mì. À thấy không? Còn ở bên này á thì có xôi. Okay, em cắt ra. Còn có món súp này nữa này. Wow, nhiều món quá. Thì bên này phú chi ạ? Bánh cuốn. Yeah. Phải không? Phải không? Xin thiệu. Phương thức cuốn. Như vậy. Hả? Cái nước ăn như phòng cơ. Cái gì? Không có làm gì cho nó bánh đẹp không? Hả? Hả? Bánh gà chiên nó khô. Đúng lắm. Thà quay coi bộ ngon. Bánh hỏi này ngon anh. Bánh này ngon. Bánh này ngon các bạn. Chấm đi anh đi. Chấm đi. Bánh hỏi này vừa ăn kìa. À vâng, cái con nướng mút nè. Ok, rồi đó. Cái tâm này qua Cali rồi, má chồng mình. Ăn bò kho. Cô chú thấy em gì giỏi không? Cao quá trời. Ồ, cao quá. Bạn ngồi dưới ghế này mà. Ghế này là phải. Ăn thử cái món thịt quay kìa. Món thịt quay này mình chấm nước tương ngon hơn ha anh ha. Ê. Ê. Ớt. Ớt. Ớt hả? Ớt. Ớt hả? Ớt. Rồi. Chấm đi. Cầm đây nè. Rồi, chấm được. Chấm bên đó đi. Ồ,
chị mang có đứa con tên Henry nữa. Wow. Ừ. Rất là nhỏ. Bây giờ anh Xuân thấy về cái bên mũi tiếp theo của em hay là em cho chị anh ta chạy theo không? Ừ. Hả? Anh chạy theo sao ấy? Đi chung đấy. Không, đi mai, đi thì chở, anh chị đi luôn. Hả? Nó tiện. Đi chung thì chuẩn bị đi nè, 2-3 phút nữa đi. Ủa, hè luôn cái nhà. Cái nhà đó có ai đâu? Nó xe anh cho nó nổi, con đâu? Nhà bay không? Con muốn biết là thời điên không, ở nhà tôi ở nhà này. Ô, ba nhà. Thôi. Ba má ở nhà. Vậy hả? Ừ. Vậy anh Sơn ở nhà chơi với bác đi. Ừ. Anh ở nhà chơi với bác với em gì đi. Em với chị đi được rồi. Ừ. Tại vì đi làm lễ cỡ 2 tiếng nữa. 2 tiếng. Mà chị có đi đạo Thiên Chúa không? Dạ có, con có đạo. Ờ, có đạo thì đi cầm đạo bên này bên kia. Em không có đi đạo đâu chứ. Tại vì khi em bỏ đạo em có tên thánh mà. Em có gửi tội. Tên thánh là Maria. Maria. Sao đúng là đoán Maria. Bây giờ lấy cái máy cá lên xe rồi anh, mới chạy dò rồi. Ok, đi. Anh xô đi á. Ok, đi. Anh xô đi. Bà ở nhà chơi với con em. Bà ở nhà đi dọc lên, đi dọc. Má nào mà. Ok. Đi anh về nhà, đi tiếp ba. Rồi, bây giờ mình đi mọi người cùng đi nha.